Dạ thưa thầy. Dạ. Dạ lớn thầy, dạ. Dạ, con tới trước thầy. Dạ, có mấy bạn tới để chuẩn bị trước á, dạ. Dạ thưa thầy. Dạ. Tụi ta. Dạ ẩn đó thầy. Mày biết đâu. Nè nè. Thứ nhất là riêng dùm cái đi xuống Dạ với dạ. cái để đây mình đi đi đây cái ông Dạ 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 đi dạ đi dạ thầy. Dạ. đúng giờ thầy nghe con đúng giờ món này là món khoái khẩu nó cấp bậc đó thầy khách đầu tiên rồi rất đầu tiên được của rồi rồi tiệc sinh nhật quấy rất khách được tuổi trong nhà mà cứ khách dược dược chương trình dược chương trình Mình welcome welcome. Xong rồi đưa xe ra ngoài điệp nghe. À tôi ở nhà quê mới ra hả tôi? Châu Hoàng Châu ở mới nhà quê mới ra hả? Năm đi mùa đi lúa ren. Lúa được mùa ngoài nên mới đây đây. À rứa hả? Tiêu cha bỏ. Rứa dễ thương quá. Rồi. Bấm tim đi, bấm tim đi. Rồi. I love you Hồng Đức. Thầy ơi, thầy coi cái này, thầy coi cái này, thầy coi đi, để. Dạ dạ. Hỏi qua đứng bên thầy quen rồi. Dạ. Chụp chưa? Đừng đừng lo chuyện chụp hình chụp. Nhưng mà Hồng Đức nó có thấy. Thầy thầy rồi. Ông Ngọc Nga. Người về từ America. Đẹp thầy, thầy luôn đẹp thầy. Rồi mọi người đi bố rối. Rồi ok, chù chà điều đàn. Trời ơi, rất là cảm động. Chù chà. Doctor Thái và bác sĩ. Dạ dạ rồi rồi. Ô chù chà. A tờ chà. Dạ. Dễ thương quá. Ghê. Rồi dễ thương quá. Rồi, vui quá rồi, ok. Rồi, đi. Không, rồi, bỏ thấp xuống. Rồi. Ừ, chà, bưng qua, đi qua luôn. Rồi, đi lên, rồi. Rẹt, rồi. Ừ, chà. Dễ thương. Rồi, ô chà, vừa đi rồi con làm điều rồi, trông coi. Em ở nhà quê mới ra, sắp cái gì, địa xuống, rồi, sắp xuống, rồi. Rồi, ok, rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rất đẹp. Sát quá xấu. Rồi. Rất đẹp luôn. Lớp 94 chúng ta là cuối năm thường thường tổ chức sinh nhật quét tròn 21 tuổi. Nhưng năm nay có nhiều sự thay đổi. Vì bận rộn công việc hay gì đó nên hôm nay tổ chức hơi trễ. Năm đi là có đặc biệt có vợ chồng Thúy bên anh Thái với Thúy cô dự trong bếp của chúng ta có sự hiện diện của thầy Nguyên thầy Hà thầy Thị cùng các bạn hữu trong lớp chín bốn chúng ta mời rể chín bốn Hồng Đức cho ý kiến qua tiểu một năm đi vỗ tay các bạn thưa thầy Nguyên thầy Hà thầy Thùy và tất cả các bạn nữ sinh Hồng Đức, nữ sinh chính bộ Hồng Đức. Thì cô Tía có nói là đặc biệt thì thật ra không đặc biệt gì. Vì cô cũng là dự nhiều lần rồi. Và hình như lần đầu tiên mình có đi dự. Dạ đúng rồi. Thì được lời mời của đại diện Hồng Đức chính bộ thì hai vợ chồng chúng tôi chuẩn bị tinh thần lên đường và sáng nay thì mình về khá sớm vượt trên 100 cây số để đến đây dự cái họp mặt chung vui này thì rất là hân hạnh chúng tôi rất hân hạnh và rất diễm phúc để được ngồi chung với nhóm bạn của vợ các thầy của vợ rất là hân hạnh và được biết rất
nhiều bạn ở đây thì tôi cũng nhớ rất nhiều, có người nào vắng tôi vẫn còn nhớ. Cô Hằng, cô Hai, cô sinh đôi rồi hàng năm hai thằng lên đó, sinh đôi Phương Phương đó, chủ trị nhớ bác sĩ tuyệt vời. Cú Hà, cô tài năng Kim Hằng, còn cô nữa, cô bị là cô Kim Hằng tái biển. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Để xét lại thì nhớ quá tuyệt vời. Thì không có tấm lòng với lớp này thì luôn luôn tôn thờ, và chúng tôi rất cảm ơn được các thầy và các bạn cho đại diện để phát biểu đầu tiên ở đây, và hy vọng rằng những năm đến thì khi nào trừ năm dịch đến được thôi, còn khi nào các bạn cho biết chúng tôi cũng lên chương trình kế hoạch và sắp xếp được, vì cũng già rồi nhưng mà vẫn còn đi dài, cho nên là phải biết trước khi đó mới sắp xếp thời gian. Và hôm qua thì cũng có cái buổi ngoài Huế, cho nên là không đi dự được cái đám cưới của Thủy, có thể cũng rất tiếc, vì tôi cũng vào đây đi đám cưới con cô Hoa này, ai này hả? Con lắm nữa thà ở cái anh. À đúng rồi. Dạ. Thành thử đó, nó tạo thành một cái tình thân chẳng kịp, và rất cảm ơn tất cả thầy, tất cả bạn để và tất cả các bạn. Mà điều thì có điều hơi tiếc thì là bên ấy có ông chồng đi theo, bên ấy có nữa. Bởi nó là đặc biệt. Xin cảm ơn mọi người. Dạ. Cái cuộc hội ngộ hôm nay là đột xuất quá. Và coi như là bọn em chỉ nghĩ tới và làm. Và coi như là lao đầu vô làm thì cũng không có nghĩ tới là cái chương trình sẽ như thế nào hết á. Là cho nên là cũng mong quý thầy cô với lại các bạn là cũng hiểu là không có một cái chương trình. Dạ. Đâu nói đó. chỉ có làm việc để mà hoàn thành một cái cuộc hội ngộ. Đột xuống mà còn mấy cái đột mới đó. Dạ. Công đây cũng là lần đầu tiên em mặc cái đồ mà điều đàn đi chứ, em mặc đồ cái tai á mới là. Cùng các thầy thân mến, các em thân mến, nói thật ra thì chúng ta cũng phải gặp nhau rất nhiều năm, và trong trí nhớ của mọi người ấy, ký ức của mọi người ấy, có những cái hình ảnh đẹp của cái lớp chúng ta ngày xưa trước giải phóng, và cái hình ảnh đẹp mà sau này chúng ta lúc nào cũng tươi vui khi gặp mặt là thấy vui rồi. Người ta nói bốn mắt nhìn nhau là đẹp, còn mình đây là nhiều mắt nhìn lại càng đẹp. Nhất là có những người bạn, có những em học sinh dù ở xa như em Thúy đã chẳng hạn, và anh Thái ở Huế, nhưng mà cũng đã lặn rồi đến đây thì rất nhiều. Và hôm nay hoan nghênh hai một lần nữa là lúc nào, câu nói anh vừa nói, lúc nào cả em ở đây tổ chức phim thì hai vợ chồng rồi sẵn sàng lên đường dự mặt. Cái dự họp này thể hiện cái tấm lòng với nhau, tấm lòng là tốt luôn. Thầy rất là cảm động, rất là sung sướng. Và chính một vài câu nói của các em mà chúng ta cần thấy hai ai. Ví dụ như Quang Ấn vừa rồi đó, nghe lời buổi mặt hôm nay không phải là dự báo trước, nhưng mà cái nó mới đẹp. Rồi người ta nói cái gì cũng là cái lý thuyết là đẹp, nhưng mà không đâu. Lý thuyết là một cái cơ bản mình biết, nhưng mà cái thực tế nhiều khi không có lý thuyết, nhưng mà thực tế là chúng ta vẫn tổ chức được, vẫn làm cái gì đẹp được. Như hôm nay là một cái đề của trong cái thực tế đó, nghĩ là làm, nhưng mà nghĩ là làm rồi các bạn dù là được thông báo tệ nhưng mà vẫn đến, đó là một cái quan ngành rất là đáng quý. Xin chúc mọi sự tốt lành đến với tất cả chúng ta. Yeah.
Dạ, kính thưa thầy Nguyên, thầy Hạc, thầy Thùy, anh Thái và tất cả các bạn của chúng ta. Thì cũng nhân đầu năm mới, Lân cũng xin đại diện cho 94 chúc quý thầy và tất cả các bạn một năm mới luôn vui khỏe, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Và riêng đặc biệt là quý thầy thiệt vô giao sức khỏe và cùng tham dự những cái buổi họp như thế này với lớp 94 nhiều năm nữa. Và cái năm này là đặc biệt nhất, là năm đầu tiên mà lớp 94 mình họp mặt ngay tại nhà thầy Nguyên. Và hôm qua Lân được chứng kiến được là thầy rất là hào hức luôn á. Thầy hào hức như là một thanh niên á. Trời ơi, thầy chuẩn bị bàn ghế mọi thứ hết, bọn em đến treo cái nữa lên thôi, rồi sắp thêm cái ghế này vô cho đủ chỗ. Còn thầy chuẩn bị sẵn hết rồi, thầy chuẩn bị luôn bàn ghế sắp ra sẵn rồi. Rồi chứ mày ăn mà thầy bắt đứa em ra xếp chén xếp bạc tớm quá kìa. Rồi tối á, tối lại rồi trời mưa, rồi thầy là dẹp đi. Rồi sáng ra thầy là dọn ra từ hồi nào á, rồi tụi em để ra thầy là dọn lại như cũ. Lắm tưởng là cái hôm còn lại vì không để ý là có mưa, để ra mưa thầy cất đi, rồi thầy là dọn lại. Như rửa là chứng tỏ là thầy cũng còn khỏe. Đó, thầy cố gắng lên. Đó, đã tham dự cho em nhiều. Và tụi em từ đấy về sau là chắc cứ mỗi năm là tới nhà thầy rí thôi, tập trung đi. Vui hơn chỗ mỗi hệ thầy vui vẻ nha. Đó, không, cứ để thầy. Đó, rồi cái bàn đi hôm qua là không phải để đi mất nghe. Hôm qua là ý thầy là để cái bàn ra đây. Nó sắp một dạy dạy trong rồi, sắp rồi. Nó sẵn thì tự thầy đi. Từ thầy sắp. Thầy sắp. Mà ngày hôm qua mà mình không nghe lời thầy á, mà mình không soạn trước á, là chắc thầy cả đêm thầy sắp luôn. Cho nên hôm qua là nói đòi thầy ưa chi cứ làm cho ý thầy. Nào, vì cái tên. Rồi con cảm ơn thầy rất là nhiều. Thầy tham dự thêm khoảng vài chục lần nữa thầy nghe. Yeah. Rồi hôm qua này, mấy bàn đấy này, làm của chuộc sĩ mà vừa làm vừa cũng cười nhau này, cũng lại bất đồng ý kiến này. Còn cô là ngồi trên cô cười, cô chẳng la gì trơn. Đó, cô dễ thương rồi, đừng cười thôi. Đó. Rồi, con xin cảm ơn. Rồi. À, dạ. Rồi làm này. Rồi con được uống là dịp làm, điệp làm này. Cá chê. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rồi, cười tươi này. Cho em bài học hãy.
Trước tiên là cũng là những ngày gặp mặt và gọi là tri ân thầy cô, cho nên là chúng em cũng xin phép là có món quà kính tặng với thầy cô, để gọi là các bạn em có nga ơi. Tôi tập trung, tập trung. Dạ, em có món quà nhỏ tặng thầy. Chăm lại. Nha. Nha, tặng lịch thầy nha. Dạ, đây là quà của Ngọc Nga. Dạ, đây nha. Rồi, cảm ơn bạn Ngọc Nga đã tặng lịch cho thầy, bác thầy. Ví dụ mà hát bài mình được có được thưởng không? Được, nếu mà thực hiện trong ba cái nhiều yêu cầu thì được thưởng hả? Dạ thầy ngồi đi thầy ngồi đi thầy. Dạ thầy ngồi đi thầy. Rồi. Là thầy có thể hát một bài hay là đọc một bài thơ hoặc là kể một chuyện hài để làm gì cũng được thầy. Dạ. Rồi thầy, số thầy số mấy? Số 13. À. Thôi tôi chỉ nói với bà lời thân. Dạ. Đáng nhạc đi. Đúng là thầy, cho bà đứng dậy mà nói. Dạ, đúng. Dạ, thầy ngồi thầy. Dạ, thầy ngồi thầy. Dạ. Dạ. Dạ, thầy. Xin cảm ơn tất cả các em. Các thầy. Đây. Có mặt ở đây. Tôi không ngờ là có một cái buổi mà vui vẻ mà hoành tráng như hôm như sáng hôm nay. Thì cái điều đó nó còn là làm một cái kỷ niệm mà chúng tôi không thể nào quên. Thì cho chúng ta hy vọng rằng là sẽ cái cuộc vui này nó không phải là chấm dứt bữa này thôi. Yeah. Mà có thể nó còn kéo dài trong những ngày dài là sao, ít nhất là sau năm sang năm nữa. Yeah. Thành ra một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả các bạn và các em là đến nơi như cuộc họp mà hôm nay làm tôi rất vui và rất cảm động. Cháu xin lấy rồi. Dạ. Số 7. Chưa lấp lánh bao nhiêu cơn sao chưa mẹ lại lại.
rồi mong mơ chiều biến. Em xa dần nhằm đời hoang vắng, tôi đi về buồng chân kẽ tóc, bước chân này còn tròn rồi. Cảm ơn Bích với Sâm Ngọc. Tiếp theo chương trình xin mời bạn Hồng. Đúng rồi. Rồi ẩn chứ, rồi lăn lăn mắt cầm mày mà. Nó kể cho vui mà. Cho vui. Cái buổi hồng nội buổi nay là còn dài, nhưng mà em xin phép là em sẽ ra về vì có cái đám cưới của trong gia đình. À, còn chưa ra về. Và trước khi ra về thì em xin gửi tặng các thầy và các bạn một bài là Ai đưa em về. Dạ, con nghĩ anh Chính. Đừng lấy đẹp hơn, đừng bên đây đẹp đâu.
có rồi, qua tí nữa, qua tí nữa. Được, rồi, rồi, để cho có cái hoa. Trường mới thành lập ở thị xã Đà Nẵng.
thì lúc đó Đà Nẵng là thị xã thôi. 4 năm học trôi qua, được thầy cô dạy dỗ chúng tôi dần trở thành cô thiếu nữ ở có tuổi đẹp nhất, tuổi trăng tròn. Tình thầy trò bạn bè đã in đậm trong trí nhớ của những năm học với ngôi trường mến yêu. Năm đầu tiên của cấp 3. Tổ ấm của chúng tôi đã mất mỗi bạn trâu dạc khắp bốn phương trời, dễ gì gặp lại. Rồi một hôm cuối năm 2008, bạn lớp 94 xôn xao, các bạn lớp 94 xôn xao thông báo cho nhau ra mắt trong web 94 do bạn Ngọc Anh sáng lập. Cuối đông lạnh nhưng với nụ cười hân hoan được gặp lại bạn cũ và trong cái web mới mẻ ngày đó. Ngày đó có ba chàng rể của lớp cùng tham gia, anh Thái, anh Quang và chồng của Bạch Hệ đến từ nước Úc. Và như thế những năm kế tiếp, trang web rộng ràng như lớp học, một vườn hoa, có cô chủ nhỏ chăm chút bài viết về tới tấp, những nụ cười rạng rỡ y như hồi đi học. Bỗng nhiên ai cũng trở thành văn sĩ, thi sĩ và những bài viết của thầy cô đã tham gia vườn web 94. Ôi thời gian qua nhanh, quay đi ngoảnh lại đã là 15 năm, web 94 vẫn tồn tại. Sáng hôm nay chúng tôi tổ chức kỷ niệm thành lập trang web ở nhà thầy Nguyên với các thầy Hạp, thầy Thụy và không thiếu anh Thái từ Huế vào. Tình thầy trò và bạn hữu ấm áp cho nên chúng tới đây thì tôi xin chúc mọi tất cả mọi người an yên và hạnh phúc trong mùa xuân tới. Tình cha mát như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đồn. Suốt đời vì lòng giam ngang, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Nhớ hoài tuổi thơ đến cha gian khổ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngày xưa chị hai
mây mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối em cho tôi là. Thầy Nguyên làm hơn nửa việc rồi đó thầy. Đây là người chỉ đạo chương trình. Nắng để thầy đừng làm rồi thầy cộng cộng làm thân thầy làm. Nắng thầy ngồi tại chỗ hầm làm thầy. Luôn 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 tại nhà. Thầy ghế thì ngồi thầy đứng đi cho chân thầy. Đứng đi cho khỏe. Được chưa rồi. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Châu chà. Má Phật chẩn mà. Hai nàng nàng mộng đẹp hết trơn. Nắng nắng anh ơi. Rồi. Yeah, yeah. 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 Rồi. Rồi ăn bánh, ăn bánh. Yeah. Trông ngon nè. Vui chơi xong là dọn dẹp đàng hoàng nè, rồi mới được về nè. Để ăn khô rồi. Ngày mai ăn.
Ngày mai chị Thơ cũng đi không được. Dạ về, mình về cho thầy nghỉ. Dạ về cho thầy nghỉ. Về cho thầy nghỉ, về cho thầy nghỉ. Quay là chẳng biết hoàng tới hoàng luôn. À về cho thầy nghỉ, về cho thầy nghỉ.